Chương trình thu băng giáo lý Phật giáo hòa hảo. Đây là quyển thứ tư, tức Giác Mê Tâm Kệ, mà Đức Thầy đã viết ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão năm 1939 tại Hòa Hảo, dài 846 câu, khởi đầu bằng câu khai ngọn đuốc từ bi chí thiện và chấm dứt bởi câu mong bá tánh vạn dân giải thoát. Kính mời chư quý thính giả và chư quý đồng đạo đồng theo dõi. Nam mô A Di Đà Phật. Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lanh dừ. Sách Thánh Đạo ghi trong Tam Tự, người mới sanh tánh thiện trời dành. Bởi lớn lên tập nhiễm lời danh, nên tật xấu che mờ thiện tâm. Thiếu giáo dục thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tâm xưa. Mặc cái tình đời dèm xem ghét ngứa, rừng kinh kể ít người hay chờ. Qua mắt mỏ bởi chân phản ngữ, nên người đời khó kiếm đi cho ra. Mò chuông bài đọc tùng ó la, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Dòm trước mắt thấy điều hổ mị, nên đồng tình bạc ai dạy rằng. Lợi dũng làm sẵn cho suy sụp chân nhân mờ mịt. Nào có khắp mây đen phủ bích, rồi dắt nhau đến chỗ dài ngay. Lấy tinh thần hiệp gian ngút mây, trong bổn đạo tự thân phải xử. Xuống dương thấy dạo trong lê thứ, thấy ba gia gặp lúc nào nùng. Cảnh trần gian nhiều nỗi lao lung, việc tu tịnh ít người hiểu lý. Trong ba tánh muốn nơi cao quý, phải truy tầm quyền bí nơi cơn. Từ sám kinh cho đến thi thơ, trong chôn ấy nhiều nơi trọng yêu. Tao làm chi những trung giới hiếu, ấy là người bổn phận phải trao. Khuyên dương trần đừng nể cần lao, cũng ráng sửa ráng trao nền đạo. Tô đầu tóc không
cần phải cạo miếng cho rồi cái đạo làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười vì buồn bực thấy đời biến chuyện, các chư Phật đi từ đây lựa tuyển thì coi ai là đức hạnh hiện từ. Lời sách xương ấy cần thủy tri ngư, cần sơn lãnh trần gian tri điều. Trong sấm mi giảng nếu ai không hiểu tầm kệ này, ta chỉ nẻo đường quyết dạy trần nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Trời giông gió sai mùa sai tiết, nắng cùng mưa cùng khá xưa rồi. Khuyên dương gian bỏ các cái việc tồi, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Thấy trần thế hải còn lưỡng lự, muốn đi tu mà còn hơi chần chờ. Việc thế gian như thể cuộc cờ, thăng dơi thôi một hai nước kỳ tương. Nào ai có gạt chân nói bướng, bà dương trần liệu lượng chánh tà. Ta mến yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng thiết tha lo liệu. Học đạo lý như đờn chúng đều hòa bán rồi thì cứ làm theo. Lô tam bành trong mấy bụng còn đeo, đoạn lục tạch ta mau sớm giết. Mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt cái tâm trần kiếm chữ sách kia không. Đức Di Đà Phật tổ ngóng trông, chờ dân chúng tìm nơi diệt khổ. Theo Phật giáo tự kim chi cổ, gốc ông cha người ta cùng tu hành. Mà ngày nay cứ mãi tranh giành danh giới lợi của tiền quyền tước. Thấy trần thế ai ai cũng ước, đời sao không tới phước khi cho rồi. Nay khổ lao khó đứng khôn ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngơ ngẩn. Làm ác đức nhiều điều quanh quẩn, như gà cồ ăn bẩn côi xây.
thân ai lao khổ. Nhớ thở trước quái linh Phật tổ, phép thần thông trừ lũi ma dương. Chốn rừng tông ngồi chiều nắng sương, tìm đạo lý hiến cho trần thế. Hiểu lão sĩ ra đời thật tế, đem lời vàng dạy dỗ dương trần. Khuyên chúng sanh khuya sớm chuyên cần, tìm nguồn cõi diệt trừ tư khổ. Bình giới tử từ kim chi cổ, sanh giới già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đau. Lo tu tịnh mặc ai khinh ngạo, diệt lục căn đừng nhiễm lục trần. Chớ sắc thanh chớ có hầu gần, hương giới vị sát trần nên lắm. Chớ xúc pháp treo gương hiện thanh, tranh sáu đường cũng đặng về thân. Từ xưa nay dạy chỉ nhiều lần, mà lê thứ không lo chẳng liệu. Nhãn thấy sách thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điều âm thanh. Mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi im dịu. Độ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xa hương hay lết đi lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, độ ngọt beo nó ưa nó mến. Thân tham sướng muốn tiền của đến, đằng ăn xài cho phỉ tấm tình. Ý thì ương sửa sách đi soi hình, giới chức phận cho cao cho quý. Sao đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tình tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác. Dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đày. Cả tiếng kêu những kẻ trí tài, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Tiên sử kỷ hậu lai sử bị bắt
lỗi mình. Vậy mới là phải bực công bình, nẻo chánh trực chí người quân tử. Người biết đạo phải gìn ngôn ngữ, nói với ai chớ có sai lời. Chồng mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghinh ngang mang lời. Tánh ngay thẳng ta không dời đổi, dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Ta khùng điên nói đài nói càng, chẳng có sợ ai rầy ai mắng. Trời còn lúc tối mưa sớm mưa nắng, thì trần gian còn mãi khổ lao. Ở trên đời kẻ thấp người cao, kẻ hiền hậu người thì gian ác. Không quen biết mà cao tuổi ta cũng nên kính trọng mới là. Tâm từ bi sanh thể ngọc ngà, trong các báo khó bề tánh thiện. Phải xử thế chớ nên bài biện, miệng xáo ngôn thường kiện tâm thân. Việc bán buôn phải giữ ngang cân, chớ tập tánh lận lường trao đâu. Các công cuộc của người tánh xấu, ta giữ gìn chớ nhìn vào. Tâm bần tăng chẳng mến sắc đi màu, mến những kẻ biết vào đường chánh. Ta dạy thế mượn lời Phật thánh, nên truyền ban cho chúng sanh tường. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường, chừng phân định thì ta cao quý. Khuyên bốn đạo lập thân nuôi chí, đặng chờ ngày yết kiến Phật trời. Quá yêu dân càng tỏ nhiều lời, cho trần hạ tầm trong lánh đục. Chẳng chịu tu mãi còn lục ơi thục, lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành. Ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Ráng kiếm mi chỗ tầm tiên lánh tục, người ở đời phải được lòng trong. Biển hồng trần sớm gọi cho xong, ngài lập hỏi mới mong trở lại. Chớ bận tiếng khuyên dân đừng nại,
miễn cho ta trở lại ngai đàng. Chớ vinh quang giờ chơi có màng, bởi giả tạm của đời quân hà. Gắng công tu xem nhiều phép lạ, của thần tiên trừ lũ hung đồ. Nào luôn là lành nhiều tố số, chớ ham mến mà sao lao lý. Ngài tiêu diệt từ năm binh tí, đến năm nay ơi hào hức đã nhiều. Các quái bang đã nhuộm máu đều, sao trần thế không toan chẳng liều. Để đến việc giáng lưng mà chịu, chớ Phật đâu nguy cứu kịp cho người. Khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lời, phải sốt sắng làm ăn cần thiết. Nghèo giới đói từ đây sẽ biết, hàng ngoại bang vô thiết kỷ ta hoài. Nên ba gia hãy ráng miệt mài, dầu rách rưới cũng mau cần kim. Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ quẩn trong mình. Chữ tham trong ý muốn mặc tình, ráng định tánh trừ cho nó tuyệt. Chớ gây gỗ là sân hải diệt, cho nó đừng thập thoáng trong lòng. Thêm chớ si thiệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc. Chớ nhân ngã cũng là quá gắt, ta chớ nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Người tu hành phải trừ nghiệp chướng, giới bốn ma mới đặng an nhàn. Tổ nhiễm vào thân thể bất kỳ an, sắc bên nó ngày kia lao khổ. Ta nghiệm xét tự đời bàn cổ, có ai dùng mà đặng thanh tiên. Mà đời nay theo nó liên miên, chữ tài của khổ riêng một kiếp. Bị tội cướp nào ai có tiếp, mà đời nay nó cứ mãi làm. Chớ khí hùng khuyên chớ có ham, mà lao ly tâm thần trần thế.
giả thường sanh ba kế để gạt người, làm thế cho mình ngày sau này lắm nổi tội tình. Sao sanh chúng chẳng lo cải sửa, bệnh ôn dịch thường hay ói mửa, mà dương trần chẳng chịu kiên dè. Qua năm dê đến lúc mùa hè, trong ba tánh biết ai hữu chi. Ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký, dình nghiệt long đặng cứu dương trần. Nên ra đời dạy dỗ ân cần, khuyên ba tánh vạn dân liệu lấy. Khổ giới tham ngày nay có mấy, sợ mai sao ơi dòm thấy bài hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông mau núi sương tha thiết. Trần giới thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tua niệm tâm thường, sao danh thể xả hương khắp chốn. Nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn. Lo ăn xài trà rượu xinh xoan, chừng khổ não phàn nàn căng số. Lời truyền sắm như bài toán ơi đố, ai biết ghi tầm thì đặng hướng nhờ. Ta khuyên tu vẫn cứ mãi ngờ, sợ gạt chúng kiếm xu kiếm cắt. Bị ngoại quốc bán hàng quá gắt, nên dân ta chịu chữ cơ hàng. Ta khùng điên của cải chẳng màng, miệng lê thứ được câu hạnh phúc. Cờ thế giới ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Chừng lao sao ác kỳ thú non tầng, thì Nam quốc lương dân mới biết. Nay dạy thấy cây cùng ngồi viết, với xác trần vô thuyết ít hàng. Ai nói chi ta cùng chẳng màng, sao biết đặng dân đừng có tiếc. Con phụ vô hận ở nào biết, thấy bóng đèn thì quyết đi chung vô. Thảm thương thay chết heo chết khô,
nhìn đèn đó thấy mồ phù du kể khuyên trần đã mang mùa thu đeo danh lợi như con vật ấy giống xe các biển đông uy thường thấy tên già tràng rất ổn công trình khi nước rồng nhờ lúc bình minh lúc nước lớn các kia tan rã trần phú quý thì trần thông thả chớ còn ta cứ khổ lao hoài viết kệ cơ gián dạy ít bài mặc lê thứ làm không tự ý coi rồi phải nhận cho hiểu lý câu quyền sâu của kẻ khùng này bởi chữ cùng của Phật của thầy chớ chẳng phải của người lãng tri mê giới tỉnh nhận ra là lý thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài vậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt sách khuyến thiện miệng kêu không ngớt mà nào ai có thức dậy tầm ta nghĩ suy cũng bắt hổ thầm nên than thở cùng trần ít tiếng tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến tánh trong như nước bích mùa xuân nếu không tu chừng khổ cũng ưng đừng có trách sao không chỉ bảo từ nhỏ tôi đến người trưởng lão mất đi trong dòng sanh tử luân hồi xuống diêm đình thấy tội hỡi ôi đó mới biết có nơi địa ngục kỳ xá tội nay còn một cái nút sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ trồng bông kiển giống chi hưởng nay địa ngục cũng tại tâm mi làm quấy về thiên đàng tâm ấy tạo ra cái chữ tâm mà quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó tô giới tình biết làm chẳng ơi khó nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu cảnh dương gian muôn thảm ngàn sầu ngó giảng vật đại lầu chẳng có sông với núi trước kia mắt cười ngó khi chết rồi thấy nó
đặng nào. Ai biết đường hay sớm tàu đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhoi. Chịu cay đắng tu hành mới giỏi, ta thương đời len lỏi xuống trần. Đạo vô vi của Phật y ân cần, nói theo Chi Thích Ca ngày trước. Câu phú quý ngài không mạng ước, ghi chữ Bồ Đề như cội bá tòng. Ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng, thì là được đỉnh chừng diệu quang. Lời thuyết pháp chẳng vì nhân ngã, người nào đâu có Phật tánh là. Xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuần. Hạp mùa tiết giống kia bất cơ luận, thái mộc mầm trổ la mới màu. Trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Đạo giới lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ, thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta kể ngon ngành, khuyên lê thứ làm lành mà tránh. Cánh Niết Bàn là nơi cứu cánh, về chốn đi xa lánh đi hồng trần. Dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ Trung Quân Ái Quốc. Chừng lắp hỏi biết ký ai còn mất, giờ chưa vấn chưa biết chánh tà. Ta vì dân sách lệnh ngọc tòa, đền linh khứa sơn trung chịu màng. Nền đạo đức ta bài quá cạn, mà dương gian còn gan danh từ. Làm cho ta lỡ khóc lỡ cười, khóc là khóc thương người ngu muội. Thấy điên khùng làm như sắc nguội, chẳng tranh đường nó lại khinh khi. Ngó về tay niệm chữ từ bi, cười trần thế mê si thay qua. Tranh giới luận đặng dành cơm cá, khuyến dụ người đặng kiếm bạc tiền. Thấy chúng sanh
ghét ngò ơi ganh hiền, theo chế nhạo những người tu tình. Tu không tu cũng không mi mời thành, mặc tình ai trọng kính hay chê. Thương lê dân còn mãn sai mê, chẳng tu tình cho rành sương nắng. Thấy ta lại nói cay nói đắng, đắng với cay ta cùng chẳng màng. Chừng trần gian tiên thấy phụng hoàng, xẻ cánh múa chào mừng Phật Tí Thanh. Thấy đạo lý chớ nào thấy tánh, còn ẩn nơi tìm ốc xác đi phàm. Ai biết tri việc phải cứ làm, sao mới biết ai phàm ai thánh. Đức kỷ lục tổ ít ai dám mơ sanh, người dốt mà nói pháp quá rành. Lựa làm chi nghi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo. Việc cổ tích cần chi phải thảo, chuyện qua rồi kể lại làm gì. Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Ta yêu chúng viết ra giảng kể, khuyên tăng đồ cùng các nghi tín đồ. Nghe càng lời chơi có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc ý đạo. Trần giới thế nó hay kêu ngạo, các nhà sư hãy ráng sửa mình. Nếu xuất cái gia ngủ dai ráng dình, tu chân chánh mới không hổ tiên. Cả ngàn năm nhớ tâm sao xuyến, thì sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Bị tăng chúng quá am mi chùa ngối, nên tới khuyên khắp mi chốn cùng làng. Phật nào ham mi tượng cốt phớt vàng, mà tăng tạo hao tiền ba tánh. Việc giả dối từ đây nên lắm, bổn đạo ơi hãy ráng sửa mình. Cuộc dài đời ta lắm đi công trình, làm chẳng trọn uổng thay một kiếp. Lời chân chánh trần hay bỏ nếp, mãi lo làm hung hiếp người hiền. Mà làm cho ngọc đế thảm phiền, muốn trừng trị trần gian thảm thiết. Đức Phật Ki Tổ tâm ngài nhất quyết, tâu ngọc hoàng để Phật giải trần.
nên ra kinh cơ giảng nhiều lần, mà dương thế chẳng cần xét đến. Xác trần tục như cây cành khến, làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn. Đeo giới bào riết nó cũng tròn, đến chừng đó trông vào rất tốt. Lũ giả dối thường hay thể thốt, nó chẳng kiên thần thánh là gì. Tâm kẻ hung làm chuyện cố lì, chẳng có sợ mang điều tội phước. Ghét những kẻ tu hành bốc sức, miệng kêu gào chuyện phước bề ngoài. Bước vào chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay câu xe. Thấy quyền quý nói vừa mé, đặng bờ bưng những kẻ hung sùng. Ta thương đời nói những chuyện cùng, chẳng có gì có dung kẻ quay. Cuộc sám hối vô chùa thường thấy, làm gian lừa biết mấy nhiều lần. Thấy dương gian lường gạt thánh thần, bà chưa xót cho đời quân hà. Chữ tự hối nào đâu có ơi lạ, là ăn năn cải sửa tâm lành. Phật chẳng qua dùng chữ tính thành, chớ nào dùng hương đăng trà hoa. Làm trai đám tạo nhiều xa ơi mà, bay về tay nói những chuyện gì. Thấy chúng tăng làm chuyện quái kỳ, ta khuyên mãi cũng không chịu bỏ. Lời chân chánh hình như nói xỏ, mà không không nào có tím đời. Thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lời, chớ nào có ngạo chi tăng chung. Coi tâm kể làm theo mới ơi trúng, để lạc lầm lầm bớ tăng đồ. Định tâm thần như mặt nước đi hồ, suy giới nghĩ nghĩ suy đường lối. Muốn niệm Phật chẳng cần sớm ơi tối, ghi vào lòng sao chữ Di Đà. Thiện lương ơi quên mất điều ta, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Việc đạo đức bất cần thói chữ tu hiền ngay thẳng lần hồi. Thấy thiên cơ khó nói yên ngồi, thường lệ thư tới hồi khổ nào. Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo, như
dịch con dìu dắt nhờ gà. Phải nghĩ suy cạn lẽ mới là, nay gặp gốc phải mau tìm gốc, để gặp Phật ngồi mà than khóc. Gỡ làm sao hết rối mà về, mắt nhìn xem yêu quay bốn bề, bởi ác đức nên không ai cứu. Mang thủy ách hội năm đinh sửu, đến năm nay tái lại một lần. Khổ ách này đặng thức tình trần, rằng thiên đỉnh tuần đời sắp hạ. Trẻ nhỏ tôi đời này lắng nghi mà, bị văn minh cám dỗ loài người. Kể từ rai cười một khóc mười, kẻo chung nó dễ người Phật thánh. Đạo quỷ dương rất nhiều chi ngánh, khuyên dương trần sớm tranh mới màu, để ngày sau đến việc thảm sầu. Ráng nghe kỹ lời ta mách trước, thuyền chúng nó thắng bườm chảy lướt, lọt ngoài khơi mới hết hòa khoang. Tu mà ham cho được giàu sang, với quyền tước là tu dối thế. Nhớ thở trước vua Lương Võ Đế, tạo chùa chiền khắp nước tu hành. Đến chừng sau ngã tử đại thành, Phật bất cứu vì tâm còn ác. Tu biết cách như đương biết ơi đắc, đương đắc rành đặng giữa xe loan. Ai biết nghe thì sớm liệu toan, để đến dịp như người thất nghiệp. Phải quy căn cùng nhau hội hiệp, ráng mau chân mới kịp đạo màu. Sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tòa chương giữa kế. Chúng sanh thế như gà thất thế, phải nằm chờ tới nước bắt ra. Thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ dương xuống thế. Nên ta mới ra tay cứu tế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ dương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết. Làm đủ cách xuống đến tha thiết, ở ngoài đường nó biết cái tên mình. Tính cùng không
tình, chớ ta nắm công trình dài dồ. Hồi thở trước Thích Ca Phật Ký Tổ ngồi tham thiền, bị nó ghẹo hoài mà cũng không rúng động đằng ngày, nên cố quán phá đời mãi mãi. Trong bốn đạo cùng là sư, giải ráng bền lòng cho được hiện từ. Hết khổ lao thì đến đi vui cười, chừng đó mới phải tình nguyện ước. Bọn gái mới ra đường tha thức, bỏ hết trơn nề nếp đi ông cha, khác tánh tình người cổ nước ta, nên phải chịu đớn đau đủ cách. Trai với gái ráng coi sử sách, đứng chung thần với kẻ tiết kỳ trinh. Dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chớ mang nốt bề ngoài chẳng tốt. Dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt, khắp dương gian chưa đặng ba phần. Kể từ nay ơi tiên Phật thánh thần, lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Đức Thượng Đế ngự đàn ngọc khuyết, nhìn dương gian cũng luôn thở dài. Thấy chúng sanh trao trìa mặt mày, chớ chẳng chịu trao tâm trìa tâm. Kẻ đói khó người sang hay lánh, bước lại gần chế lũ tanh hôi. Cõi ta bà ta thấy hỡi ôi, sầu ba tanh quá nên kiểu cách. Người tàn tật đuôi cùi đói rách, ít có ai để mắt nhìn vào. Chuộng những người dù giống sắc màu, cậu giới mở ông thầy cô bác. Thì kẻ khó như rơm như rác, ta quá rầu đài cát văn minh. Mấy ai mà giữ giả sắc tinh, theo tông tổ của mình thuở trước. Đầu với tóc áo quần láng mức, chữ lanh khôn của quỷ của ma, chớ nó không có giống người ta. Ma với quỷ sanh người hung ác, lo tập luyện những câu đợn hát, chớ chẳng lo dạy dỗ ngu cờ. Để cái tâm yên lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất chánh. Ráng bắt chước làm theo Phật thánh, nếu thiệt người thì biết thương người.
cờ quê dốt ngáo cười, nào có lấy lời chi chỉ bảo. Ta thương xót lo tầng lối tạo, chẳng thấy ai rễ tháo dâu hiền, làm cho người thương cổ thêm phiền, rất đau xót cho nòi cho giống. Biết chừng nào được quy nhất cơi thống khắp đi hoàn cầu, dân biết đi thương nhau. Nhắc ra thì dạ ngọc đớn đau, không nhắc đến biết đâu dân sửa. Cơm được chính ta nhờ có lừa, dân được vui nhờ lúc khải hoàng. Phật Như Lai cho phép khùng tròn, cho bốn đạo khắp nơi đặng biết. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đời cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Việc hung ác thế vừa thấp ơi thoáng, chữ từ bi nghĩ ta diệt nó liền. Sự quán thù đáp lại chữ hiền, thì thù quán tiêu tan mất đi hết. Chữ bạn tác dầu cho đến nơi chết, cùng keo sơn mi gắn chặt mới là. Bước ra đường ăn nói thiệt thà, dầu khôn khéo cũng là giả dài. Nếu tranh đương ác ta bị hại, thêm xa cơ lại bị sức xiềng. Vì đời nay chúng nó dùng tiền, ít ai dùng chữ nhân chữ nghĩa. Theo học đạo mặc ai mai miễn, ta cũng đừng gây gỗ với người. Được mấy điều thì đáng vàng mười, thiệt hiện đức có ai mắng chơi. Xưa đức thánh luận bàn cái lưỡi, ngài nói rằng các việc tai mày thuận với hòa hay ghét với rầy, cũng cái lưỡi làm thầy các việc. Phải kiếm cách đặng ta trừ tuyệt, lấy tâm thần làm chỗ mới màu. Cũng chẳng nên theo tánh giỏi hầu, thấy chẳng nói mà nhăn mà nhướng. Hãy liệu sức chớ nên nói bướng, dầu việc chi liệu lương mà làm. Điên khùng này chẳng có nói xàm, nói những chuyện từ bi bác đi ai. Nếu bốn đạo còn ai làm sai, coi kệ này mình sửa lấy mình. Ta
không tranh mà cùng không cần cho ba tánh dèm pha thỏa chi. Ai làm phước in ra mà thấy thì được nhiều hạnh phúc sau này. Chốn mi non xanh dạy dỗ cáo cày, xuống trần thế ra tay dắt đi chung. Tới với ta chớ đem đi đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Chẳng có cần trà quà hương nồng, mong sanh chúng từ lòng hôi ngộ. Kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này tu tình tại nhà. Ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc. Chay bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ cùng, chỉ dắt thì chúng sanh. Con Phật thì chẳng có khôn lành, đời văn vật khôn ma khôn quỷ. Lo trang sức kim thời quê Mỹ, rồi phụ phàng tục cổ nước nhà. Trong tâm thì chứa chữ gian tà, chớ chẳng chưa tấm lòng bác cái ai. Học chữ nghĩa cho thông cho thái, đặng xế sang đài các xe tàu. Tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, trong tâm y mô mô đủ thế. Ta còn mắt phiếu lưu dương thế, dạo lục châu đặng cứu ba gian. Mặt tình ai xem kề ngắm nga, hay sửa đổi tùy lòng hữu hì. Thương sanh chúng to bài quá kỳ, hỡi dương trần nên sớm hoài đầu. Đặng sao xem Phật pháp nhiệm màu, dời bao quý đài lầu tươi tốt. Xác ta vốn là người quê dốt, nên mở mang chưa được mấy rành. Khắp dương gian như rời chỉ mành, mong bổn đạo tâm thành trở lại. Dẫu cực khổ thân này chẳng nại, chẳng cần ai bái lại khẩn cầu. Bỏ gì đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thương cô. Góc quy thọ trước của tâm của tổ, đâu có bài dối mỹ như vậy. Những sấm truyền xưa của Phật thầy, dần răng kiếm mà tri thì biết. Xưa để lại nhiều câu
chuyện thiên cơ nói rất não nồng, câu hữu ly bá tòng khó sanh. Chốn tự hỏi chớ nên léo hánh, vì lời xưa mới có dặn rạch rồi. Dần chớ nên phụ bạc giống nòi, mà lao lý tâm thần vô ích. Phải nhẫn nhục chờ người cố tích, Phật giới trời phân định cho ta. Người xưa tuy ít chữ nôm na, chớ chân chất người ta ngay thẳng. Dạy bốn đạo lấy câu trung đặng, chẳng nói cao về sắp rốt đời. Đấng Nam Nhi ẩn nhẫn tùy thời, vậy mới gọi côn quan hữu chi. Ta ra sức viết câu quyền bí, chúng dân ôi ráng kim ráng tầm. Dòng mà tố kia là loại sanh cầm, mà còn biết kiếm tầm đạo đức. Thố vật biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng rước đi hồng trần. Việc tu hành phải giảng nghĩa ân, kinh giới sắm chúng dần thường thấy. Chữ bát chánh rõ ràng trong giấy, là chân truyền của Đức Thích Ni Ca. Người tu hành cần phải tìm ra, cho dân biết mục đầu chánh kiến. Trí linh mẫn nhìn xem các cơ chuyện, phải đừng cho lầm lạc nẻo tàn. Dầu việc người hay việc của ta, nên phán đoán cho tường cho tầng. Tội giới phước xét coi nhiều bận, mới khỏi lầm tà kiến đêm vào. Chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy hay tớ, cũng tưởng đều trung chánh mới màu. Việc vui sai mèo mã đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu lục từ. Câu chánh nghiệp cũng là quá bự, dầu nghề chi làm việc ngay đường. Ta đừng nên theo kẻ bất kỳ lương, học ngón xảo để lừa đồng loại. Chánh tinh tấn dầu thành hay bại, cứ một đường tính ngưỡng của mình. Dầu cho ai pha rối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới. Một chánh mạng chúng sanh ơi hỡi, cho hồn linh cái Quảng Châu thân. Lấy chân nhân dẹp mê tánh phàm trần,
mới có thể mong về cực lạc. Câu chánh ngữ lòng son ghi tạc, tiếng luận bàn ngại ngắn tỏ tường. Nói những điều đức khi hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Việc tráo chát ấy là nguồn cội, lời sáo ngôn do đó mà ra. Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, câu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi. Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn. Dân chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy con. Một cái chánh định thiệt là rất khó giữ tấm lòng bất kỳ đồng như như. Cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được hoàn nguyên phản bồn. Tà giới chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm mê lọc lừa. Tứ diệu đề ai có mến ưa thì lão cũng kể sơ thêm nữa. Chữ tập đề nay đã mở cửa để đem vào khuôn khổ người hiền. Ráng cực lòng một bước tươi đầu tiên, sao mới được làm nên Phật thấm. Về thượng giới cõi tiên mới bành, đến việc đề trừ vật dục xương. Cõi hồng trần các việc mến nữa, sự giả tạm ta nên rứt bỏ. Muốn tâm tâm ngày kia sáng ơi tỏ, thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn. Lòng dục tu thì phải thiệt hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức khi Phật khi tổ nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Thấy một đàn thằng bắn mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Mùi đạo diệu chúng dân ráng kiếm, trễ thời kỳ khó gặp đặng ta. Rồi hành lương bác nhẫn mới là, thì muốn viết điều an ba tuê. Chữ thứ nhất nhẫn năng xử thế, là người hiền khó kiếm đi trên đời. Lập thân danh tuần trai nơi nơi,
chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhân giai trì tâm trong mi trẻo khuyên dương trần giữ phận làm đầu. Nhân hương lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới đều hòa ý hỷ. Nhân phụ mẫu gọi trang hiện sĩ phận xứng tùy, chồng vợ nhìn nhau. Nhìn xóm chòm cô bác mới cao, nhận tâm nó ngày ngày an lạc. Nhìn tất cả những người tuổi tác, nhận tánh lành yên tĩnh dài lâu. Giữ một lòng hiền hậu mới màu, quanh năm cũng bảo toàn thân thề. Chữ nhân đức kể ra luôn y thể, thì trong đời vạn sự bình an. Chữ nhân thành bao quý hiển giang, khắp ba tánh được câu hòa nhà. Câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng sưu tầm. Các đạo quý tà mưu kéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lắm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh. Ai am đinh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Ta chẳng phải dùng lời chốt tươi ngốc, mà làm cho dân chúng say mê. Nếu chánh tà biện luận nhiều bề, cho ba tánh tìm nơi cõi gốc. Lửa cho phải kèo xương danh mộc, đừng để lầm thở khéo sơn gian. Thì sau này đến lúc khi phong ba, giông gió lớn cột kèo khỏi gai. Thấy xanh chúng nhiều người cờ dài, chẳng biết cái dình phong qua lễ nghi. Nên ta đem đạo đức duy trì, dình tục cổ để người chẳng rõ. Còn chấm chạp đạo màu chương tỏ, như rừng quang mới dọn một đường. Tên với thầy nào quang thân lương, muốn cứu thế xá chi vùng trình. Thương quá sức nên ta bình rình, quyết đi đồ đời cho đến đi chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tâm, thì ta chẳng an vui cực lạc. Giải bốn đạo lấy lợi đích ni sát,
mà chẳng tu là bởi không ương. Chớ nước sâu mà bị gào thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết. Nên phải tạm mượn cây ngồi viết, đêm đạo màu như hàng cho mưa, đặng tố trần tâm ý người xưa, chữ thầm thầm trong kinh Phật giáo. Nền chân lý chúng chê rằng lão, mà nào ta có lợi dụng ai. Trong bá gia nhiều ít lòng chay, để giữ trọn trong nền Phật Pháp. Dình giới cấm sửa tâm ô uy tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng ta. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lũng cũng là trì chi. Chờ thiên địa châu nhi phục thì như đời xưa có gà tử phòng. Xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tôi thiểu mà an ba tâm. Đời vật chất văn minh tranh đi cạnh, chớ lợi quyền giật giết khi lần nhau. Đóng lòng hiền chư Phật tướng đau, cho kinh sấm dạy răng trần thế. Nhìn thấy chuyện gạo châu của quê, nghèo bạc vàng đạo đức cùng nghèo. Ta xuống trần nhầm lúc khi nàng heo, nên phải bị kẻ hung khinh bì. Vì bác ái nên thân cuộn sĩ phải chịu điều khổ hành sâu xa. Mong cho đời gặp lúc gãi ca, trong bốn biển thái bình mới tòi. Phật đi tiên thánh lòng nhân y hạ hải, những ước ao thế giới hòa bình. Nên khuyên đời truyền bá sự kinh, cho sanh chúng sửa mình trong sạch. Giàu đói bạn khinh khi kẻ ơi rách, là những câu trong sách đi minh tâm. Tánh kẻ sang đổi vợ nào lầm, thánh nhân để nhiều câu hữu lý. Có mấy kẻ ăn năn xét cơ kỳ, mãi ý tài chê bướng chê càng, thì ngày sau đừng có trách đi than những tội lỗi của mình tạo lấy. Bị háo thắng diệt người không thấy, rồi mãn lo dèm xiêm nhiều lời. Vì vậy nên tình nghĩa xé lời, đâu gần gũi mà tường diệu ly. Trong lục tuy tỉnh ai là người trí, mau thức thời tìm đạo nhiệm sâu.
khuyên dân đừng chia áo rẻ bâu, phải hợp tác gieo trồng giống quê. Coi rồi phải thân y mình tự trị, chẳng đổ sông thật khó dắt diều, thả thuyền từ bến giác đi nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước khi xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa, trời sáng ra kế lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chống đổi thay, chữ phù dân khu quy nay mai luân giới chuyển dời qua đổi lại. Coi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tuổi lão bành, đời hạ quân hay chết tuổi xanh, như thuở trước nhan hồi còn trẻ. Miễn cho được ngày hai cơm tẻ bụi bần hàng, đặng có tu thân. Nhờ ơn trời ban vô đức ân, xem chung cuộc phong thần tại thế. Xử những kẻ hung hăng tội tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra kệ này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tịnh. Ngọc y báo quý ẩn trong Nam Định, muốn tìm kim đáy điện gắn công. Thấy dân tình luôn những ước mong, gặp giông tốt hãy mau cài cây. Ai có nói ta là người quấy, ta cũng cam bụng chịu tiếng đời. Toàn ít câu cầu chúc cho đời, mong ba tánh vạn dân giải thoát. Kính thưa quý vị, quyển tư của Đức Thầy tôi đọc đến đây đã hết.